nhỉ? Đâu rồi? Vâng, xin chào bà con nhé. Hôm nay là buổi thứ hai của chủ tịch nhà tôi bán cá. Hôm nay thì nắng ấm mà lại anh em kéo lưới rất phấn khởi. Thế thì hôm nay là dưa chuột đã còn khoảng 9-10 tấn nữa. Thì bây giờ được 6 tấn hoặc 4 tấn nữa thì bây giờ bà con cùng chúng tôi đợi kết quả của bác chủ tịch nhé, và hôm nay là thắng lợi các bác ạ. Cá là lên. Hôm qua của bà chị quấy à trời. Không. Bên này phao mà. Con cá nó dẫy vào cũng quần của anh con lão này. Hả? Con cá ở trong cũng quần này. Ông vào lấy cái rổ ấy. Nhặt cá mương.
Đúng chứ, vẫn muốn thêm chứ. Mình có bán nước thôi, mình ơi. Ôi giời, này sốc bà về nấu nấu cháo con này nhé. Vâng. Để con này nấu cháo nhé. Vâng. Cho nó nhiều sữa. Cho nó nhiều sữa. 4 cân thôi chứ không nhiều nhặn gì đâu. Để nấu cháo ngon quá. Ngon. Đẹp, công nhận không? Chép giòn đấy. Mỗi một chép này đẹp. Trong ghế này thì đừng mất ăn lắm tinh á. Tinh đặc hạt. Đây. Bắt
Thank you.
Cá ông chấn này này to lắm đấy. Thì ông chứ to nó to sao. Ôi mẹ bố con. Ai cười đi họ ấm. Cười dô to này chỉ mất mấy con cái nó đầy lô. Sao cái nào qua mặt cân cái này. Được cái giọt. Cắm cho được tấn mấy rồi? Nỗi các bạn được 2 tấn không? 2 tấn 4 à? Nắng quá. Cười tỉnh lên, hăng hái cho lên như mẹ như lúc ở phía chùa cái đi. Xíu xíu ấy là đi không? Nhìn được, để nhà tay nó đỡ rung. Cười mạnh quá. Ông lại nói thế mà rất là hiểu.
nữa. Cái nhà con chua còn chết cá chứ mà cái nhà đéo biết cứ con chua là một cái gì vào đây Đó. Cái đứng đi đó. Đây con cá chết đổi nhá. Anh đưa rổ cho. Đưa rổ cho người ta để người ta đựng cá. Đấy vớt đấy. Giờ chương trình này bán cá em rồi anh em làm con chấm đen về thịt các bác ơi. Hay là ăn nhà hóa. Không, chấm đen thôi. Hả? Chấm đen thôi hả? Có khi là đéo có con nào mà cái mà có rồi. Vừa nãy con vừa nãy thì không bắt. Đấy chăm đen đấy. Ừ con bé thế mà Khải mà quá con to rồi. Con lấy to đúng thì đéo bắt. Thì con chăm đen nó cũng lắm đâu con bác. Đây là Trinh ơi. Đây là. Nhưng con này chỉ được 3 cân thôi. Đây là bữa tối của anh em nhé các bạn nhé. Còn cá nhá. Vâng, bán hàng ăn trúng câu thôi.
Hôm nay em tôi ăn chấm đen nhỏ rồi chứ chấm trắng to lắm. Ôi giời, bắt đầu không đâu có.